Vâng, Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi pizza này. Hôm nay thì bên em có rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề, em sẽ xả kho thanh lý giá rẻ đặc biệt cho các bác nhà mình. Các bác mà đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Hôm nay thì rất là nhiều các dòng sản phẩm mới về nhá. Tuy nhiên là em sẽ xả kho giá sale cho các bác luôn để cho các bác nhà mình có thể là lựa chọn và tham khảo. Các bác mà quan tâm thì các bác hãy alo điện thoại trực tiếp nha, hoặc nhắn tin điện thoại, nhắn tin Zalo cho bên em đều được. Đấy thì em sẽ chi tiết hôm nay, trước tiên là em sẽ chi tiết tới các bác về một số các dòng sản phẩm máy cắt điện sử dụng điện trực tiếp 220V. Thì hôm nay thì có rất là nhiều các mã sản phẩm đây. Mỗi một mã em sẽ để ra đây một chiếc để cho các bác nhà mình có thể là được cùng tham khảo nhá. Các bác hãy xem kỹ cái video và đặt hàng thì các bác nhớ là nói đúng mã sản phẩm giúp cho em nhé. Vì hôm nay nó sẽ có rất nhiều mã, nhìn hình thức nó sẽ gần giống nhau đấy. Cho nên là các bác lưu ý là đặt hàng nói rõ cho em đúng mã sản phẩm và giá tiền, để làm sao để bên em chốt đơn cho các bác nó không có bị sai mã nhé. Trước tiên là em sẽ tư vấn tới các bác máy mài của Saikyo. Đây là máy mài Saikyo chuôi ngắn này. Saikyo là em sẽ có chuôi ngắn và chuôi dài. Đây là máy mài chuôi ngắn công tắc đuôi nhé. Đấy, giá của nó sẽ là 399.000 đồng. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 950W và vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút nhé. Đấy, chổi than ở bên ngoài như này, các bác có thể tự thay than rất là đơn giản. Cái mã này các bác gọi cho em là máy mài Saikyo, máy chuôi ngắn nhé. Chuôi ngắn là sử dụng công tắc gạt đuôi này, hoặc là các bác sử dụng là chuôi dài thì nó là cái mã này. Đây là mài Saikyo chuôi dài này, công suất nó cũng là 950W, nhưng mà cái này chuôi dài thì công tắc bóp còi như thế này. Chổi than cũng là chổi than bên ngoài luôn cho em. Tất cả đều là máy một tấc hết. Đấy, các bác nhà mình sẽ sử dụng được lưỡi cắt hoặc là lưỡi mài phim 100 nhé. Hàng công ty chính hãng nha, 100% là hàng dây đồng và có bảo hành cho các bác. Đây là các bác yên tâm khi mà sử dụng nhé. Cái này các bác gọi cho em là mài Saikyo chuôi dài. Giá của nó sẽ là 450.000 trên một máy. Khi mà các bác mua máy cắt cầm tay sử dụng điện trực tiếp 220 thì bộ nào nó cũng sẽ có đi kèm theo cho các bác đầy đủ phụ kiện này. Khi các bác mua là nó sẽ có hộp đựng nhé. Đấy, nó sẽ có hộp đựng như này. Phụ kiện bên trong nó sẽ có đầy đủ luôn này. Bộ nào cũng đều có phụ kiện giống nhau hết. Đấy, các bác đều có là một tay cầm phụ này, một ốp bảo vệ này và một tay mở lưỡi như này. Đấy, nói chung là nó sẽ đầy đủ phụ kiện cho các bác. Về là các bác chỉ có mua lưỡi cắt lưỡi mài thôi là các bác có thể là sử dụng được nhé. Tuy nhiên là hôm nay tất cả các mã sản phẩm máy cắt cầm tay là mỗi mã là em còn một ít, số lượng ít. Đấy, một số các sản phẩm nó mới về kho nhưng mà số lượng cũng không có nhiều. Nên là em sẽ sale giá rẻ cho các bác. Và ngoài ra là em sẽ tặng cho các bác thêm là một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như thế này, đối với những đơn nào mà các bác chốt máy cắt cầm tay sử dụng điện trực tiếp 220 nhé. Đấy, các bác chốt đơn thì nói rõ sản phẩm cho em. Máy Saikyo chuôi ngắn giá 399.000 này, Saikyo chuôi dài giá là 450.000. Đấy, tiếp theo là các bác có thể là sở hữu cái máy đây. Cái máy này là cái con máy màu vàng này nhé. Đấy, màu vàng này nó là hàng nội địa Trung Quốc. Đấy, hàng nội địa Trung Quốc này. Đấy, con này thì xài rất là ok. Cái công suất của nó sẽ là 720W này. Các bác nhìn cái hình thức nó như này nhé. Giá của nó sẽ là 399.000 luôn. Đấy, các bác gọi cho em là máy vàng dài nhé. Máy vàng, máy mài vàng. Đấy, chuôi ngắn, công tắc gạt đuôi cho em giá là 399.000 này. Hoặc là các bác có thể là sử dụng sang Mahute nhé. À, em xin lỗi, đây là máy Kenmax. Đấy, Kenmax thì nó cùng công ty với Makute. Đấy, thì tuy nhiên là Kenmax thì máy của nó sẽ là máy màu đỏ như này. Cái con này nó sẽ có mã là KM100-S này. Đấy, công suất là 850W này. Con này thì giá của nó sẽ là 520.000 thôi nhá. Máy này thì là không có chỉnh tốc. Các bác gọi cho em là máy mài Kenmax không có chỉnh tốc, máy chuôi ngắn nhé. Máy chuôi ngắn công tắc cạnh này. Đấy, chuôi ngắn công tắc cạnh, giá là 520.000 đồng một máy. Đấy, cái này model của nó sẽ là KM100-S này. Các bác gọi cho em là máy Kenmax chuôi ngắn công tắc cạnh cho em, giá 520.000 nhá. Đấy, còn đây là máy Kenmax chuôi ngắn cũng là công tắc cạnh, nhưng mà cái mã này nó sẽ có điều chỉnh tốc này. Đấy, các bác lưu ý này, nó sẽ có loại có chỉnh tốc và loại không có chỉnh tốc nhá. Đấy, các bác mà sử dụng máy có điều chỉnh tốc thì bao giờ cái giá của nó cũng sẽ cao hơn một chút. Đây, như cái mã này là Kenmax là có chỉnh tốc này. Chỉnh tốc là các bác sẽ điều chỉnh được 6 nút tốc độ ở đây. Đấy, đây là máy Kenmax công tắc cạnh nhá. Chuôi ngắn cho em.
Mã này thì công suất là 850W này, vòng tua 11.000 vòng trên 1 phút. Mã của nó là KM100-SV. Giá của nó sẽ là 650.000 nhé. Giá là 650.000. Đây máy Kenmax có chỉnh tốc chuôi ngắn này. Hoặc là các bác có thể là sở hữu sang máy chuôi dài. Đấy, chuôi dài nó cũng có mã chỉnh tốc này của Kenmax luôn này. Giá cũng là 650.000 luôn nhé. Chỉnh tốc chuôi dài thì nó sẽ có nút chỉnh ở trên lưng như này. Để công tắc bóp này giá 650.000. Đấy, máy Kenmax chỉnh tốc là em sẽ có hai mã, mã chuôi ngắn và chuôi dài, đồng giá nhau là 650.000 nhá. Đấy, còn đây là mã Kenmax chuôi dài. Kenmax chuôi dài mã này thì không có chỉnh tốc nhá, không có chỉnh tốc. Giá của nó sẽ là 550.000 một máy nhá. Đấy. Nó có rất là nhiều mã này. Đây, còn cái mã này nữa. Đấy, cái mã này là máy Kenmax chuôi ngắn không có chỉnh tốc. Công tắc đuôi cho em nhé. Giá là 520.000. Đấy các bác đọc đúng mã cho em. Kenmax nó có nhiều mã nhá. Các bác đọc cho em là máy không có chỉnh tốc, chuôi ngắn, loại công tắc cạnh hoặc là công tắc đuôi, giá sẽ là 520.000. Còn cái máy mà Kenmax mà chuôi dài như này này không có chỉnh tốc này là 550.000 thôi nhá. Còn hai cái mã chỉnh tốc sẽ là 650.000. Đấy, chỉnh tốc thì nó sẽ có chuôi ngắn công tắc cạnh hoặc là chuôi dài công tắc bóp như này cho em. Đấy, hoặc là đây cái máy này là của Makute đây này các bác này. Makute là cái mã Makute chuôi ngắn này có chỉnh tốc này, em còn một thùng nữa nhá. Một thùng tầm độ 10 cái nữa. Đấy, em cũng sale cho các bác luôn. Giá cũng là 650.000 thôi nhá. 650.000. Đây, nó có chỉnh tốc ở dưới đuôi như này. Mã này là 650.000. Đấy, bên em có cả máy Deadton nhá. Các bác có thể sở hữu sang Deadton. Deadton thì có rất là nhiều mã này các bác này. Deadton thì nó sẽ có mã không chỉnh tốc hoặc là có chỉnh tốc nhá. Đây, như cái mã không chỉnh tốc như này. Không chỉnh tốc thì công suất của nó sẽ là 950W và em sẽ có mã công tắc cạnh hoặc là công tắc đuôi. Đồng giá nhau là 520.000 trên một máy nhá. Đấy là máy của Deadton. Logo dập nổi như này này. Đấy, mã này là không có chỉnh tốc. Có các bác comment là công tắc cạnh hoặc là công tắc đuôi nhá. Giá là 560.000. Đấy, còn cái mã mà có chỉnh tốc thì cái giá của nó sẽ cao hơn một chút. Đây, có chỉnh tốc thì là nó sẽ có cái nút chỉnh tốc ở đuôi này này. Đấy, cái này là chuôi ngắn nhá. Chuôi ngắn công tắc cạnh này, có chỉnh tốc ở đuôi như này. Giá là 700.000 một bộ nhá. Riêng cái mã này công suất của nó sẽ là 1.100W. Đấy, đây là Deadton chuôi ngắn có chỉnh tốc, công suất 1.100W. Giá là 700.000 một bộ này. Còn đây là máy Deadton chuôi dài có chỉnh tốc này. Đấy, đây. Cái này chuôi dài có chỉnh tốc. Giá 700.000 một bộ nhá. Công suất là 950W. Đấy, tất cả đều là máy một tấc hết cho em. Và hôm nay các bác mà chốt tất cả các mẫu máy cắt này em vừa giới thiệu là các bác đều được tặng kèm theo một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như thế này. Tính ra cái mức giá của nó rất là hời. Nên là các bác mà đang có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy nhìn tay đặt hàng. Bởi vì là mỗi mẫu em còn số lượng rất là ít nhá. Đấy, các bác mà không sử dụng máy cắt thì các bác có nhu cầu những con máy khoan thì bên em có những cái con khoan đầu 13 ly như này. Đấy, đây là con khoan Deadton nhá. Deadton đầu 13 ly. Riêng về Deadton này em sẽ có mã 10 ly hoặc 13 ly. Đây, cái mã này là 13 ly này. 13 ly là các bác dùng được đến mũi khoan 13. Đấy, các bác nào mà xài gia đình ý, hoặc là các bác thợ cần một con máy to để có thể lắp được mũi khoan 13 ly thì các bác sở hữu cái mã này. Đấy, công suất là 710W nhá. Giá là 580.000 một máy. Đấy, nó sẽ có máy và một tay cầm phụ cho các bác. Đấy, có khóa mở như này nhá. Giá 580.000. Còn nếu như mà bác nào mà bắn tôn, bắn vít ý, các bác cần con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng thì các bác lấy máy đầu 10 ly nhá. Đầu 10 ly là 490.000. Đấy, còn con này 13 ly là 580.000 nhá. Giá hợp lý hơn thì các bác có thể sử dụng sang cái con Kenmax này cho em. Đây, con này con Kenmax này. Mã là KM013 này. Đấy, công suất là 710W nhá. Hàng Kenmax nhá. Đấy, Kenmax thì con này cũng có búa luôn này. Đây, con này giá em sẽ sale cho các bác là 520.000 nhá. Là có máy và tay cầm luôn nhá. Giá 520.000. Đấy, hoặc là các bác mà đây này, nó có tay cầm như này nhá. Máy 13 ly nó sẽ có theo một cái tay cầm như này. Ngoài ra là mũi khoan là nó không có đi theo. Đấy, hoặc là bác nào mà có nhu cầu máy khoan bê tông. Đây là máy bê tông 35. Cái máy bót không hộp này em còn một máy nhá. Còn một máy nữa thôi. Cái này nó hết hàng rồi. Thanh lý cho các bác giá là 650.000. Đã không có hộp đựng nhá.
chỉ có máy như này thôi, không có hộp đựng, không có vỏ hộp, chỉ có máy thôi, có máy và tay cầm như này thôi. Máy ba chức năng này, ba chức năng đầu gà cho em nhé, có đảo chiều. Giá thanh lý là 650.000, hàng dây đồng ruột dài nhá. Đấy, hoặc là các bác làm công trình nhiều ấy thì các bác để sở hữu sang cái mẫu Detto này cho em. Đây là máy khoan bê tông 3 chức năng của Detto này, hàng chính hãng nhá, logo dập nổi này. Giá sẽ là 1.150.000 một máy. Cái này là đầu dài 3 chức năng có đảo chiều. Con này thì công suất cực đại luôn, 1050W. Các bác mà sở hữu máy bê tông Detto thì nó sẽ có nguyên hộp cho các bác. Các bác sẽ có một cái hộp máy như thế này. Đấy. Và bên trong nó sẽ có phụ kiện tiếp theo này. Các bác sẽ có là 2 mũi đục và 3 mũi khoan nhé. 3 mũi khoan, một đôi chuyển than như này nữa. Đấy. Và có phiếu bảo hành chính hãng của công ty luôn cho các bác này. Giá là 1.150.000. Là máy bê tông của Detto nhé. Bê tông Detto hàng chính hãng, hàng công ty. Công trình thoải mái nhá. Đấy, bê tông của Detto này. Mẫu máy của nó rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy. Tiếp theo thì là hôm nay bên em còn một ít cái mỏ hàn sung này các bác này. Đấy, cái mỏ hàn sung này thì các bác sử dụng để hàn thiếc nhá, hàn chì. Giá là 170 này, miễn phí ship cho các bác. 170.000 nhá. Các bác gọi cho em là mỏ hàn sung màu cam nhá, giá 170. Đấy thì là bên em có hai mẫu nhá. Còn một cái mẫu mỏ hàn này nữa này. Đây là mỏ hàn ngâm này. Các bác gọi cho em là mỏ hàn ngâm đen nhá, sẽ được tặng theo một cái túi đầu 4 cái như này, 5 cái. 5 cái đầu như này nó theo cho các bác này. Cái này có hiển thị nhá, có hiển thị này. Đấy, đây là mỏ hàn ngâm đen. Các bác giá của nó sẽ là 240.000 nhá. Giá sale cho các bác 240.000 thôi, các bác được tặng kèm thêm một cái túi đầu 5 đầu như này nữa. Này có thể thay thế. Cái này dùng để hàn sung nhá. Mỏ hàn chì cơ nhá. Đấy, cái này các bác gọi cho em là mỏ hàn ngâm đen. Còn cái kia thì các bác gọi là mỏ hàn sung màu cam kia. Để bên em phân biệt cho nó dễ. Tiếp theo thì là hôm nay em còn một ít cái. Đây là cái bộ cạo râu bằng bi này các bác này. Đấy, cái siêu phẩm này thì mỗi bác nhà mình đều lên sở hữu một cái. Vì là sử dụng nó rất là bền nhá. Và tiện này. Bộ này nó sẽ có nguyên hộp như này này. Các bác có, đây là củ sạc nhá. Một cái lưỡi cạo sơ cua này. Trong máy là nó có một cái lưỡi cạo rồi, tuy nhiên là các bác được tặng kèm theo một lưỡi sơ cua để các bác có thể thay thế về sau. Cái này thì các bác sử dụng để cạo râu này, tỉa tóc mai này, nó có cả một chiếc gương soi nữa, rất là tiện này. Đây để em mở ra bên trong các bác tham khảo cho nó rõ nhé. Đấy, cái này sử dụng dễ lắm, các bác chỉ cần mở lắp đậy này ra thôi. Hai bên này nó sẽ có hai cái công tắc nhá. Đấy, đây công tắc này bật lên là máy nó hoạt động này. Còn công tắc này bật lên là nó sẽ có một cái lưỡi cạo để các bác tỉa tóc mai. Đấy. Và nó có một chiếc gương soi ở đây nữa, các bác để soi gương đúng luôn nhá. Cái này thì sử dụng, các bác sử dụng để cạo râu nó sẽ an toàn tuyệt đối 100% luôn, không có bị đau rát hay là chảy máu như là các bác sử dụng râu lam đâu. Đấy, sử dụng rất là dễ, các bác chỉ cần đưa thẳng ngay. Đấy, các bác cứ đưa thẳng trực tiếp như này, ấn như này là nó râu nó sẽ tự chui vào những cái lỗ này, nó cắt đứt luôn nhá. Chứ các bác sử dụng, các bác đừng cào cào như là cào râu lam nhá. Em thấy nhiều bác là sở hữu cái cạo râu này mà lúc đầu các bác dùng chưa quen, các bác cào cào như là râu lam, nó không có đứt râu đâu nhá. Đấy, các bác chỉ cần đưa thẳng trực tiếp và dí trực tiếp này thôi. Đấy, rất là ok. Giá là 100, cái này là 160.000. Đấy, cạo râu thì em còn cái đợt này nó có về được một ít thôi, nhưng mà giá của nó hơi tăng một tí nhá. Đấy, giá là 160.000, trước có 150.000 thôi, nhưng mà cái đợt này nó tăng lên nhẹ một chút xíu là 160.000. Đấy, 160.000 một chiếc cạo râu bằng pin như này. Giá là được bao ship hoàn toàn cho các bác rồi, nhưng mà riêng và cái mức giá như này thì quá là ok, vì đầu nó sử dụng bền lắm, các bác dùng vài năm cũng chưa hỏng một cái cạo râu này đâu. Đấy, hôm nay thì em có một cái mẫu sản phẩm mới nhé. Đây là cái đồng hồ đo này, đồng hồ đo thông này các bác này. Đấy, đồng hồ đo thông mạch nha. Cái đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử nhé. Đấy, các bác đo được cả tụ luôn ấy. Đấy, sử dụng ok lắm, đẹp cực kỳ luôn này. Thêm một cái dây đo này cho các bác. Đấy, cái đồng hồ này các bác gọi là đồng hồ đo thông điện tử cho em nhé. Đồng hồ đo thông mạch điện tử. Đây, màu đen của nó là DT9205A. Các bác gọi cho em là đồng hồ đo thông điện tử nhé. Đấy, các bác đúng mã cho em là đồng hồ đo thông mạch hiển thị điện tử. Giá là 220.000. Đấy, cái mẫu mã như này. Đây, hàng công ty chính hãng đấy. Cái đợt này em đặt cái mẫu này về nhá. Nói chung là số lượng về được tầm độ 10 12 cái, nhiều đâu ạ.
giá 220.000 nhá. Còn bác nào mà muốn sử dụng đa năng hơn nữa thì các bác sử dụng sang cái kẹp dòng 3266 TDL GT này, giá của nó sẽ là 280.000 nhá. Đấy, cái này nó có nhiều chức năng lắm. Riêng cái đồng hồ kẹp dòng này là các bác có thêm cả cái chức năng là chống đo nhầm điện. Khi mà các bác cắm nhầm điện vào nó sẽ không bao giờ bị chập cháy đồng hồ nhá. Đấy, cái này kèm theo cả một dây đo nhiệt độ này. Riêng với cái kẹp dòng này thì các bác vừa có thể là đo thông này, kẹp dòng đo tụ, đo chở, đo ôm, đo mạch, đo nhiệt độ phòng. Nói chung là sử dụng được rất là nhiều các chức năng. Giá là 280.000 nhé. Và nó sẽ có một cái túi bao vải như này cho các bác sử dụng để bảo quản đồng hồ rất là bền luôn. Tiếp theo thì hôm nay là em có một ít kìm hàn này các bác này. Đây là kìm hàn nhé, sản phẩm tri ân cho các bác này. Giá 30.000 một chiếc nhé, 30.000 một chiếc kìm hàn này. Kìm hàn này, sản phẩm tương tác cho các bác, 30.000 một chiếc nhé. Còn đây là cái khò ga mili. Đấy, các bác về các bác lắp vào bình ga mili nhé. Cái khò này là khò 2 mỏ, giá của nó sẽ là 150.000. Còn các bác mà lấy cái khò 1 mỏ thì sẽ là 120.000 nhé. Khò 1 mỏ nó sẽ có theo cả thuốc hàn và que hàn cho các bác. Khò 2 mỏ thì không có theo thuốc hàn và que hàn đâu ạ. Đấy, đây là cái kéo cắt đa lăng, kéo cán cong nhé, giá 80.000. Giá này chưa có bao ship nhé, 80.000 này. Kéo cắt cành bonsai Nhật này, 150.000 này. Đấy, giá 150.000 bao ship. Đấy, các bác có những cái đơn hàng là có bao ship rồi ấy. Các bác đi chung 1-2 cái sản phẩm chưa bao ship thì là các bác sẽ được bao phí ship chung luôn nhá. Cái này các bác gọi cho em là kéo cắt cành bonsai đỏ nhá, giá 120.000 viện phí ship cho các bác này. Đấy, tiếp theo thì hôm nay em có một cái sản phẩm này. Đây, một cái bộ cà lê này rất là nhiều các bác quan tâm hỏi này, hôm nay em mới có hàng nhá. Đây, cái này hàng hãng nên là các bác xài cái độ bền của nó rất là cao. Cái bộ cà lê này thì em sẽ có một mức giá tri ân cho các bác nhá. Đây, các bác nhìn này, nó nguyên bộ như này nhá. Đấy, nguyên bộ như này. Đây là bộ cà lê từ 8 đến 24 nhá. À em xin lỗi, từ 8 đến 22 các bác này. Đây đến 22. Đấy, đây từ 8 này. Đây nhá, nó sẽ có cà lê 8 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đấy, và 22. Đấy, tức là nó sẽ có là 2, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 cái nhá các bác nhá, 12 cái. Đây, cái số như em đưa lên như này. Cái chất liệu của nó rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy, chất liệu của nó sáng, inox sáng bóng luôn ấy. Đấy, một bên là cà lê, vòng bên là tròng như này nhá. Cái là cũng như vậy luôn. Đấy, các bác sẽ có 12 cái. Một bên là đầu cà lê, một bên là chồng như này. Đấy, cái này là hàng chính hãng nhỉ. Cái này các bác xài cái độ bền của nó tuyệt đối luôn. Giá 250.000 một bộ này nhá. Các bác gọi cho em là bộ cà lê nhá. Bộ cà lê. Đấy, bộ cà lê 12 cái. Giá là 250.000. Đấy, còn nếu mà các bác còn muốn cao năng hơn nữa thì này có cái bộ đầu khẩu đây nhá. Đây là cái bộ đầu khẩu này. Đấy, cái bộ đầu khẩu này nó sẽ có theo cả cò lê và đầu khẩu cho các bác. Đây, đấy, cái bộ này thì tiện ích cực kỳ luôn. Đấy, các bác sẽ có này rất là nhiều cái đầu khẩu này, cò lê này, đấy, cò lê đây nhá. Cái này nó sẽ có từ cò lê 8 nha đến cò lê 19. Đấy, cò lê 8 đến cò lê 19. Và khẩu là từ khẩu 8 cho đến khẩu 32. Khẩu 1/2 nhá, khẩu 1/2 này. Chất liệu nó đẹp lắm các bác. Nó có một cái tay chồng mở như này cho các bác này, một cái chồng mở tay này. Đấy. Đây, có thêm hai cái khẩu dài phía bên này. Đấy, một cái mắt ngoéo này nữa nhá. Đấy, một cái cần này nữa này. Cái bộ khẩu này thì các bác gọi cho em là khẩu hộp xanh nhá, cái hộp nhựa màu xanh như này. Đây, các bác gọi cho em là khẩu hộp nhựa màu xanh, giá là 650.000. Khẩu có cờ lê nhá. Đây, bên dưới này nó có rất là nhiều đầu khẩu này. Đấy, còn nó có một cái loại mà không có theo cờ lê thì sẽ là 550.000. Còn cái bộ mà có cờ lê này là 650.000 rồi các bác ạ. Các dòng sản phẩm máy khoan pin nhá. Đây là máy bu lông của Asake này các bác này. Đây, cái bộ này hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác giá là 2 triệu nhá. Đấy, có một thân máy này. Máy này lực xuyết lớn này, lực xuyết là 980 Newton này. Đi theo máy các bác sẽ có hai quả pin trâu 15 cm này nhá, trung pin ba cạnh nhá. Đấy, cái này rất là khỏe nếu như mà các bạn mà cần cái máy bu lông để bắn được cái bu lông cỡ lớn ý. Đấy, thì các bác sở hữu cái bộ này. Đấy, bộ bu lông Asake giá là 2 triệu một bộ. 2
2 triệu một bộ, miễn phí ship nhé. Có 2 pin 15 cm, 1 thân máy, 1 sạc, 1 hộp, 1 dây đeo, 1 hộp đựng này, 1 khẩu 22 này. Đấy, và em tặng thêm cho các bác là 1 cái đầu chuyển khuyết. Này, em sẽ tặng các bác 2 đầu chuyển nhá. Khi các bác sở hữu cái bộ cu lông này, 1 đầu chuyển sang vít và 1 đầu chuyển sang khoan. Giá là 2 triệu một bộ nhé. Nguyên bộ như này, giá chỉ có 2 triệu đồng thôi. Đấy, còn đây, để em giới thiệu các bác cái bộ máy khoan gia đình này. Đây nha, cái bộ này nó sẽ có theo đầy phụ kiện cho các bác này, các bác này. Đấy, đây, máy 13 ly nhá, máy khoan 13 ly. Đây, máy khoan 13 ly này, có đảo chiều này, có lốc búa luôn nhá. Phụ kiện đi theo rất là nhiều luôn này. Đấy, các bác có theo một mớ phụ kiện này luôn. Có tay cầm này, có cả búa nhá, kèm theo một cái búa này, một cái thước này, đấy, băng dính này, đây, một mỏ nết này nữa. Và theo rất là nhiều các cái trên này là nó có cả dao dòng thứ này, mũi khoan này, tô vít này, đấy, rất là nhiều luôn, đấy, đầy đủ nhá. Cái này thì các bác xài gia đình thì tuyệt vời luôn. Đấy, cái bộ này thì hôm nay là em sẽ tri ân cho các bác giá là 600.000 thôi nhé, 600.000 một bộ. Đấy, cái này các bác gọi cho em là máy khoan gia đình có phụ kiện nhá, máy khoan 13 ly gia đình, khoan điện 13 ly gia đình có phụ kiện này, giá 600.000 cho em, 600.000 một bộ thôi ạ. Đấy, theo rất là nhiều phụ kiện này cho các bác này, 600.000 một bộ nhá, em miễn phí ship hoàn toàn như này. Tiếp theo thì là đây là cái bộ máy khoan của Phu Can này. Đây, đây là máy khoan của Phu Can 13 ly. Cái mã này hôm nay em thanh lý là 1.150.000 nhá. Đây, nó sẽ có theo phụ kiện rất là nhiều như này. Đấy, theo phụ kiện hàng bao nhiêu là món thì mấy chục món luôn. Đấy, pin của nó pin 5 cell nhá, chân pin như này. Thân máy là thân máy 13 ly, chạy động cơ từ, em xin lỗi, cái mã này là chạy động cơ có chổi than nhá. Đầu của nó là đầu 13 ly, đầu auto lock nhá. Máy 3 chức năng. Đấy, có búa này. Giá là 1.150.000. Các bác gọi cho em là máy Phu Can 13 ly, đầu auto lock cho em pin 5 cell nhá. Giá là 1.150.000. Giá này là em bao phí ship cho các bác luôn rồi. Tiếp theo là cái mã sản phẩm của Phu Can này nữa này. Đấy, đây là máy khoan Phu Can nhá, khoan pin nhá. Đây, khoan pin của Phu Can này, cái mã này là pin 5 cell này các bác này, theo phụ kiện rất là nhiều nhá. Đấy, hơn 20 chi tiết đi theo cho các bác này. Đây là đầu máy 3 chức năng đây, đầu 10 ly nhá, có búa. Mã này giá sẽ là 850.000 các bác nhá. 850.000 là có một máy 2 pin này, chân pin này. Đấy, cái mã này ok lắm. Động cơ từ không phải than luôn nhá. Giá là 850.000 một bộ này. Còn đây là bu lông của Hitachi này các bác này. Bu lông của Hitachi là em thanh lý giá là 750 một bộ nhá. 750 một bộ này. Đây, sẽ có một thân máy này, 2 pin nhá. Pin của nó sẽ là chân pin phổ thông pin 10 cell như này. Đầu máy là đầu 201 này. Đấy, đầu bu lông 201. Giá 750.000 một bộ nhá. Có một thân máy 2 pin và 1 sạc đi theo cho các bác. Đấy, còn đây là cái kính che mặt này. Đây là cái kính che mặt chống Covid nhá. Giá 120.000. Đấy, cái này thì trong mùa Covid các bác ra đường các bác nên phải có cái sản phẩm này. Phía sau nó có một cái dây đeo như này này, các bác phải tùy chỉnh được nhá. Đeo rất là tiện, đeo lên nó thoải mái, dễ chịu, an toàn. Giá 120.000 nhá. Đấy, tiếp theo là em còn mấy bộ máy khoan của Makita. Đây là khoan pin 5 cell này, 3 chức năng của Makita này, em thanh lý các bác giá là 520.000 bộ nhá. Makita 3 chức năng, các bác gọi xem là máy Makita pin 5 cell. Còn đây là Makita pin 10 cell này. Makita pin 10 cell thì nó không có đi theo phụ kiện nhá, chỉ có nguyên bộ như này thôi. Các bác có một máy và 2 pin như này, 1 sạc. Đấy, giá là 999.000 một bộ nhá. Đây, khoan của Makita 13 ly cho em. Đấy, nó sẽ có nguyên bộ như này này. Đây, giá 999.000 này. Còn đây là túi đeo hông để phục vụ cho các bác làm việc ở trên cao nhá. Túi được đồ nghề làm việc ở trên cao, giá là 160.000, em miễn phí ship cho các bác này.
đây là máy thổi bụi điện của Detto này. Đấy, thổi bụi điện của Detto nhé. Cái mã này công suất sẽ là 750W này. Máy thổi bụi thì sẽ có mức giá là 450.000 ạ. 450.000 máy thổi bụi của Detto nhé. Đây là súng phun sơn điện này. Súng phun sơn điện này em còn mấy bộ lên thanh lý luôn là giá 650 một bộ nhá. Cái này các bác sử dụng điện trực tiếp 220 để các bác vẫn đi làm công trình ý, thì là các bác sử dụng nhá. Đấy, đây nó sẽ có đi theo đầy đủ phụ kiện như này. Về các bác lắp đặt lại nhá. Cái này về các bác lắp đặt lại cho em là các bác sử dụng được. Cái này làm công trình nhiều thì các bác lên có cái này. Đấy, đi làm rất là tiện này. Đấy, công suất là 550W này. Về các bác lắp đặt lại nhá. Giá là 650.000 này. Súng phun sơn điện nhá. Còn đây là máy hút bụi này các bác ơi. Máy hút bụi điện này. Cái này các bác vừa hút bụi và thổi bụi được luôn nhá. Giá cũng 550.000 thôi. Đấy, súng phun sơn là 650.000, còn cái máy hút bụi này là 550.000. Đấy, trong này nó sẽ có theo những cái phụ kiện như ở cái hình này nhá. Các bác vừa có thể là hút bụi này, thổi bụi này, bơm hơi được luôn. Đấy, đây cái máy rất là đẹp, chắc chắn công suất là 1000W nhá. Hút siêu mạnh luôn. Đấy, trong này nó rất là nhiều phụ kiện nhỏ nhỏ, quay cái máy để cho các bác nhìn. Nhìn cái máy thôi còn phụ kiện nó giống như cái hình ảnh này nhá. Đây. Công suất là 1000W này. Giá chỉ có 550.000 thôi. Một cái giá rất là hấp dẫn. Tuyệt bóng mặt trời luôn, bởi vì là máy đa năng nhá, các bác vừa có thể là hút bụi, thổi bụi rồi bơm hơi được nhá. Giá là 150.000 này. Hôm nay em còn mấy cái máy sấy tóc này em sẽ đem cho bác này. Đấy, máy sấy tóc nhá, 200.000 máy. Đây. 5.000W này các bác này. Siêu mạnh luôn nhá. Máy sấy tóc nhá. 200.000, điện phí ship hoàn toàn cho các bác này. Còn đây là máy bắn cốt 5 tia xanh. Em còn tầm độ 3-4 bộ nữa em sẽ thanh lý mua cho các bác. Đấy, máy này giá 800.000 nhá. Máy bắn cốt 5 tia xanh này. Đây. Cái bộ này thì nó sẽ đi theo hộp nhựa. Và các bác mua máy bắn cốt này, nó sẽ theo một cái chân 1m2 cho các bác. Máy 5 tia xanh, siêu đẹp luôn. Đấy, sử dụng pin trâu này. Lưỡi ấn cảm ứng cho em nhá. Giá 800.000. 800.000 một bộ nhá. Kèm theo cái chân 1m2 luôn này. Đấy, bắn cốt này. Còn đây là cái củ sạc, đây là cái đế chuyển sạc điện thoại nhá. Các bác có những cái quả pin 10 cell ấy, chân pin phổ thông thì các bác mua cái này về các bác lắp đây. Chẳng hạn như các bác có những quả pin này nhá. Đây là em còn mấy quả pin mài, pin máy mài dòng xạ cao của Hitachi này. Em thanh lý các bác giá 350 một quả. Còn đây là cái đế chuyển sạc điện thoại này, các bác có những quả pin này các bác lắp vào đây. Đấy, các bác lắp lại như này là các bác có thể sử dụng để sạc điện thoại được nhá. Đấy, lắp lại như này. Chỗ này nó sẽ có một cái đèn này. Đấy. Và nó sẽ ra hai cổng sạc điện thoại này cho các bác. Nếu như mà các bác đi tham quan du lịch hay là đi đâu ấy, các bác có thể mang theo để sạc điện thoại được. Rất là tiện nhá. Giá là 180 nhá. Cổng sạc điện thoại là 180. Còn chúng giờ được đồ ngà này. Hôm nay túi đựng đồ ngà em còn mấy cái size trung và size đại nữa là em thanh lý luôn cho các bác. Nếu như bác nào lấy size trung là 230, size đại là 260 nhá. Size trung sẽ có kích thước là cao 25, dài 42 và rộng 20, giá 230.000. Và size đại sẽ là giá 260.000, kích thước là cao 32, dài 48 và rộng 22. Cái túi bên em thì bao đẹp cho các bác. Đây là cái túi size đại này. Đấy, các bác sẽ có hai cái dây xách tay này nhá. Hai dây xách tay này, một dây đeo vai này. Đó. Cái đáy túi của nó được đan dây như này nhá. Dày dặn đẹp và chắc chắn cực kỳ luôn. Bên trong là có một ngăn to đại như này. Đấy, một ngăn phụ này, trong được đặn vải rất là dày, không có lo bị bục các bác nhá. Bên ngoài là nó sẽ có mặt trước hai ngăn kéo khóa này, mặt sau là hai ngăn kéo khóa này. Đấy, bên sườn mỗi bên một ngăn như này. Tất cả đều là củ khóa đồng nhá, củ khóa đồng to chắc khỏe cực kỳ luôn. Đấy, giá rất là hợp lý. Thế hôm nay em tư vấn các bác là rất là nhiều các sản phẩm điện máy nhá. Các bác mà đang cần quan tâm về cái mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai nhá. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi video lần sau.